Xin chào quý vị và các bạn. Mình đã có mặt tại phường Bàng Na, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Hôm nay thì mình sẽ xuống đây giới thiệu cho các bạn xem vườn táo nhà chú. Đây, nhà chú có vườn táo rất đẹp các bạn ạ. Thì đến với Bàng Na đây thì cũng đã vườn táo cũng đã có thương hiệu từ lâu rồi. Bây giờ thì táo cũng đang lớn. Thì xin mời các bạn hãy nhìn quanh vườn nhà chú một vòng nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Vườn táo đẹp không? Kia là đàn gà thả bộ nhà chú kìa. Đây, táo thì mùa này bắt đầu mới lại đang lớn. Các bạn nhìn thấy chú chăm sóc rất cẩn thận nhé. Đấy, từng gốc táo chú làm cỏ rất là sạch sẽ. Chú ấy khoanh những cái vùng lên như thế này thì để mình tưới nước hàng ngày và chăm bón cho nó giữ lại những cái chất dinh dưỡng. Đây, chú đang dưới cây đây các bạn. Đấy, vườn này chú rất rộng. Các bạn thấy chưa? Cái gốc táo này thì nó rất là nhiều chánh. Tuy nhiên mỗi một gì đây thì chú chỉ giữ lại hai thân thôi để cho nó đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cây thì quả táo nó sẽ đều và to hơn. Đây, mình sẽ ra đây mình sẽ cho các bạn xem táo lớn đến đâu rồi nhé. Đây, chú đây. Đấy. Mình quay trực tiếp cho các bạn xem quang cảnh chú. Chú ơi, vườn nhà chú ơi, chú tên là gì nhỉ? Chú tên là Gốc. Vâng. Đấy, thì các bạn nếu như có dịp xuống khu vực Bàng Na đây thì các bạn cứ hỏi vườn nhà chú Gốc tên. Vâng. Như thế này thì tầm khoảng bao lâu âm lịch thì được vặt hả chú? Táo này phải đến cuối tháng 11, đầu tháng 12. Cuối tháng 11 âm lịch. Vâng. Đầu tháng 12, cuối tháng 11 thì khoảng năm nay nó mất mùa mà có được quả đâu. Đấy. Tình trạng không cây có kết quả đâu. Dạ. Đấy, chứ như chú chia sẻ là táo năm nay cũng không được mùa các bạn ạ. Đấy, do mưa nhiều phải không chú? Ừ, nó mất mùa, táo này mất mùa. Đấy. Năm cây không được quả nào, năm cây to trước chỉ được 5-7 quả thôi. Đấy. Thế. Mỗi năm thì thường thì những cái cành này phải sai chĩu rồi chú. Sai chĩu, nó có quả đâu. Vì vâng. Cây vườn này cũng có quả, được mấy cây có tí quả. Vâng. Đấy các bạn thấy không, năm nay với ấy, khu vực thời tiết nó hơi khắc nghiệt ở khu vực miền Bắc. Điển hình như ở trên thành phố Hải Phòng của chúng ta là mưa rất nhiều. Thường thì về những cái mùa hanh này thì hanh khô không mưa, có mưa mấy đâu. Nhưng mà năm nay mưa nhiều quá. Bây giờ chú ra nó... Vâng. Chú cả ra hoa nó mưa như thế, hỏng hết. Đấy, như cái đợt đầu cháu xuống đây đấy thì bắt đầu là hoa... Hoa nhiều lắm. Hoa rất là nhiều. Nhưng mà sau cái đợt đấy phát là mưa thế suốt. Là, thế là hết luôn. Thì thường hết luôn. Táo này mưa thì không có đậu được quả. Thế, đấy cành cây to như vậy có quả đâu. Vâng, đúng rồi, ít lắm. Thì không các có quả. Bạn. Thật sự năm nay là một năm buồn về Covid. Đấy, cũng như là cũng, nhà đang chặt hết rồi. Vâng, cũng buồn vì cô bác cũng thất thu về nông nghiệp. Để cho quay cái cảnh này cho các bạn xem. Để các bạn nhìn đi. Cũng không có quả mấy đấy. Không có. Các bạn thấy không? Thường những cái cảnh này nó sai từ đầu cảnh đến cuối. Đây. Không có quả, chỉ được... Đấy có cây đấy, còn có nắm cây được quả nào đâu. Vâng. Vừa nãy cháu đứng trên đê cháu nhìn thấy nhà chú ấy nhá, rất là nhiều chim nhá. Có mấy con chim gì to lắm. À có à? Vâng. Có nó vào vườn. Nó thấy bóng mát nó vào vườn. Đi cẩn thận đấy, không cái táo nó chọc vào. Dạ. Đây có những cái cây này bị bé mà đây cũng có tí quả thôi. Vâng. Mấy quả, không có quả đâu. Đây các bạn xem. Đấy, chẳng bộ này, năm nay nó trắng băng hết, có quả đâu. Ý
ít quả lắm. Đàn gà thả bộ nhà chú rất đẹp, một vườn nhà chú. Đây các bạn này, trong khi thăm vườn táo nhà chú nhá, thì mình thấy ở đây có con chim gì to lắm, nó đang lúp lùm ở trong cái bụi cây này. Đâu rồi? Không biết nó ẩn ở đâu rồi đấy. Ở đây thì chắc là có chim bìm bịp, mấy này cò vạc là nhiều các bạn ạ. Đây mình cũng đang nghe thấy nó sột soạt ở đây nhưng kín quá không nhìn thấy đâu cả. Các bạn nhìn kỹ xem nó đâu rồi nhé. Đây ngoài táo thì chú cũng có trồng cả giống na bở đây các bạn này. Đấy. Na bở mùa này là trái vụ. Đây mình gọi là na chiêm thôi. Quả nó cũng nhỏ thôi các bạn ạ. Đây này, sai chưa? Các cô đang thể dục ở trên đê, nói chuyện rất to. Đây cứ chiều chiều chú đang tưới cây đây các bạn. Vườn táo nhà chú thì cũng rất đẹp. Ngoài ra chú cũng có trồng cả giống cây na đây bạn. Một lần nữa xin gửi tới các bạn những hình ảnh về khu vườn táo nhà chú. Cũng là lời chào thân ái tới quý vị cùng một buổi chiều. Dạo quanh khu vườn táo vui vẻ.
Đấy, chú có cả một cái bãi cát này để tranh thủ chú làm thêm muối này các bạn này. Đấy.